Rồi, em chưa mấy càng xe máy phép xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay em lên cho cả nhà mình con Vespa nha. Đó, Vespa màu cam. Mẫu xe này là được rất nhiều chị em phụ nữ mình yêu thích luôn nha mọi người. Con này được cái là màu cam, nhìn nó rất là sáng xe luôn. Quá đẹp. Thì con này hiện tại là bên em hồi bữa là bán giá 36 triệu ha. Nó hôm nay giảm cho mọi người 1 triệu, còn 35 triệu là bao gồm hồ sơ luôn nha mọi người. Con này thì đời 2015. Đây, em đáp nó đây, 2015 ha. Phanh khói là 125. Đó. À đây, đi đúng chuẩn Odo 18.300 km nha mọi người. Đó, đúng chuẩn Odo luôn, 100% không tô không xả. Xe còn rất mới ha. Máy zin rất là ấm luôn. À, máy rất là ấm êm ha. Thì những dòng Vespa mà một khi mà lên tới cái mẫu đời này, đèn vuông này rồi ha, thì cái máy nó rất là ít xào hơn là mấy cái đời trước nha mọi người. Nó với lại là cái hệ thống đời của nó rất là nhẹ ha. Cái hệ thống nó xài đời nhông rất là nhẹ luôn. Đây đó, nó xài đời phôi nhông nha, không còn xài đời phóng như là mấy đời trước nữa. Đời này rất là êm luôn. Chứ cái tầm giá mà 30 mấy triệu này á, 35 triệu này á, là mọi người xài con này là rất là ok rồi, ha. Hết lỗ rồi. Đó, thay vì mình mua một con Vision đi, hoặc là một con SH Mo đi, nhưng mà mình chạy Vespa thì nhìn nó vẫn là sang chảnh hơn là những cái dòng đó ha. Vespa là một thời huyền thoại mà nó vẫn hot tới bây giờ luôn. Vẫn tới bây giờ là vẫn còn hot luôn nha. Mấy chị phụ nữ, đó, mấy em gái đồ đó chạy mấy cái nhìn này nhìn rất là xinh xắn luôn. Xe này về thì khỏi cần tốn tiền vỏ bọng ha, vỏ trước mới chát nè, đó, trước mới chát luôn, đó, rồi vỏ sau, sau cũng còn rất là mới luôn ha, đó, mới chát luôn, vỏ phía sau mới chát, đó, vàng lông, vàng lá là rất là đẹp nha mọi người, ít có chày chỗ rồi kia, nói chung là xe này không có té ngã đâm đụng, đó nên mình chạy nó rất là đầm, vỏ ít có chày chỗ nữa, xe còn khá là mới ha, mẫu này thì nó xài đèn đèn thường halogen. Rồi giá con này là 35 triệu bao gồm hồ sơ ha. Có hồ sơ sẵn cầm tay ở đây, mọi người có cần thì cứ liên hệ cho em Trường ha. Số điện thoại em là 0961 374 375. Đó, cứ cần coi thông tin hình ảnh chi tiết thì cứ inbox Zalo với em hoặc là alo trực tiếp em ha. Rồi, bye cả nhà mình.